một đêm trăng xa lung linh, người nghe mẹ kể chuyện, lắng nghe tiếng sáo của cha, đôi ta chung dòng xưa mẹ. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt đối với gia đình của già làng Ây Treng. Những ché rượu ngon ủ lâu ngày, sáng nay được già làng Ây Treng mở ra thơm nức. Còn cụ bà Truôn Treng thì đưa những hạt gạo đầu mùa ra để nấu nồi cơm mới. Con cháu còn lại trong nhà thì lo thịt heo, rau xanh, nấu món canh cà đắng để cùng với già làng Ây Treng và Truôn Treng chuẩn bị làm lễ cúng sức khỏe cho cháu Phương Nguyên, đứa cháu gái kết nghĩa vừa ra đời được 5 tháng tuổi. Sống trong buôn Cơ Nia này đã qua hơn 70 mùa rẫy, già làng Ây Treng và Tuôn Treng đã làm nhiều cái lễ cúng sức khỏe cho các con, các cháu ruột trong gia đình dòng họ Hờ Mốc của mình. Nhưng chưa có lần nào già làm to như thế này. Đây rồi, gia đình của cháu Phương Nguyên đã đến. Hôm nay không chỉ có bố Quang, mẹ Phú bồng bế Phương Nguyên vào cho ông bà cúng sức khỏe, mà còn có cả cán bộ Hoàng, phó công an huyện Buôn Đôn cũng đến chung vui với hai gia đình. Thì cũng báo cáo với ma mí với gia đình nhé. Thì hôm nay là tôi thay mặt cho lãnh đạo công an huyện Buôn Đôn cùng với lại gia đình đồng chí Quang là chiến sĩ trong đơn vị, qua một thời gian công tác lâu ở buôn của mình, địa bàn của xã mình, kết nghĩa làm đứa con của gia đình. Đồng chí Quang á là một người con trong gia đình mang cái giọng Hờ Mốc hả. Nhân cái dịp này thay mặt cho lãnh đạo an huyện á, cảm ơn ma mí gia đình đã có cái tình cảm là gắn liền giữa nhân dân với lại lực lượng công an, tức là quân dân, là tình thắm thiết như cá với nước, rồi là tạo điều kiện cho đồng chí Quang và công an huyện là công tác tốt ở trong địa bàn mình để giúp cho bà con đồng bào dân tộc mình là trong cái làm ăn, trong cái cuộc sống đấy, rồi trong cái bảo vệ cái an ninh, cái trật tự ở buôn làng mình. Có một chút quà nhỏ là xin biếu tặng ma mí gia đình. Rượu ngon đã cắm cần, vòng thiêng đã sẵn, cơm thịt đã tỏa mùi thơm khắp nhà. Bây giờ là lúc già làng Ây Treng và gia đình làm lễ cúng cầu sức khỏe cho cháu Phương Nguyên và cả mẹ Phú của cháu theo phong tục của người Ê Đê. Trước đó mấy tháng, cũng theo cách gọi của buôn làng, già làng Ây Treng và Truôn Treng đã đặt cho đứa cháu gái kết nghĩa Phương Nguyên một cái tên nữa là cháu Hần Ni. Còn cán bộ Quang là con kết nghĩa trong gia đình nên được già và buôn làng thân mật gọi là Amani, tức là bố của bé Ni. Trong lễ cúng hôm nay, ngoài những chén rượu thơm, già làng Ây Treng và Truôn Treng có chuẩn bị một con gà sống, một cái chăn thổ cẩm, một chiếc chiếu mới và đặc biệt là một chiếc còng. Đó là những lễ vật mà già dâng lên trong lễ cúng, cùng với những lời cầu khấn thành tâm gửi đến thần trời, thần đất, thần núi, thần nước, để các thần linh ban cho đứa cháu Hờ Ni của ông bà cùng bố mẹ nó và mọi người trong gia đình luôn mạnh khỏe, con mắt cứ tinh sáng như con chim, con thú, cái tay cứ dẻo dai như sợi mây, như con khỉ truyền cành, và cái chân cứ mãi nhanh nhẹn như con nai, con báo trong rừng dốc đôn. Trong tâm thức của già làng Ây Treng, sau khi cúng, sự linh nghiệm của các thần được ứng vào hai chiếc còng này, đeo vào tay cho hai mẹ con của cháu gái Hờ Ni. Nó không chỉ mang đến sức khỏe, sự may mắn, mà còn có ý nghĩa rằng họ là đứa con và đứa cháu kết nghĩa của già mãi mãi.
Cũng như trước đó 2 năm, già và dòng họ Hơ Mốc trong buôn đã từng làm một cái lễ cúng lớn hơn thế này gấp nhiều lần để nhận bố quang của Hơ Ni làm con kết nghĩa. Các nghi lễ cúng sức khỏe cho cháu Phương Nguyên và mẹ cháu cũng đã xong. Những món quà tình nghĩa cũng đã được trao. Bây giờ mọi người cùng uống rượu cần và ăn một bữa cơm tràn đầy tình nghĩa. Như cây cơ ni ở đầu buôn, có gốc, có ngọn. Câu chuyện nghĩa tình giữa gia đình cán bộ Quang và gia đình già làng Ây Treng cũng có thủy, có chung, có đầu, có cuối. Chuyện bắt đầu từ năm 2004, lúc đó tình hình an ninh trật tự trong buôn Cơ Nia và các buôn khác của xã E3 rất phức tạp. Bọn phản động phun rô lưu vong từ bên ngoài liên tục gửi tài liệu điện thoại về kích động số đối tượng phun rô cũ, còn ảo tưởng ở các buôn làng lén lút đi lôi kéo, xúi dục những người nhẹ dạ cả tin, gây rối an ninh chính trị, chống đối lại chính quyền, âm mưu chia rẽ nghĩa tình kinh thượng, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Buôn Đôn đã phân công đồng chí Đỗ Đức Quang, đội trưởng đội an ninh xuống phụ trách địa bàn xã trọng điểm E3, trong đó có buôn Cơ Nia và 3 buôn khác. Nhiệm vụ của cán bộ Quang và đội công tác liên ngành của huyện kể từ đó rất nặng nề, vừa phải tập trung giải thích, tuyên truyền, vận động bà con ở các buôn làng không nghe, không tin, không làm theo kẻ xấu, vừa chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh xử lý các đối tượng ngoan cố hoạt động phun rô và lập hồ sơ đưa những người vi phạm ra kiểm điểm trước dân. Công việc thì bộn bề phức tạp, nhưng khó khăn trở ngại lớn nhất của cán bộ Quang và đội công tác là sự bất đồng về ngôn ngữ. Phải nói làm sao cho cái bụng của tất cả đồng bào ED ở trong buôn Cơ Nia và các buôn hiểu, đồng thuận giúp đỡ. Đó là những điều mà tập thể lãnh đạo công an huyện Buôn Đôn và cán bộ Quang luôn trăn trở. Chính từ những ngày gian nan đó, cán bộ Quang và công an huyện đã được già làng Ây Treng và cả già làng Ây Nháp là bạn của già làng Ây Treng ở buôn bên cạnh giúp cho nhiều cái việc tốt. Vui hơn nữa là cán bộ Quang còn được gia đình già làng Ây Treng nhận làm con kết nghĩa. Cũng nhờ đó mà sau này các Ama, Ami, bà con trong dòng họ Hơ Mốc của già làng, một dòng họ đông nhất ở các buôn trong xã, luôn nhiệt tình giúp đỡ cán bộ Quang như giúp con cháu ruột của mình. Cách nhà thì là sau năm rồi, còn Quang thì là nó hay đi. Quang thì là nhiều việc quá, thì là việc ở công an. Việc công an thì là nó vì trong buồn thì là có hoạt động đó là phê rô hay là đấy đó, như là ông gia làng phải giúp để có thanh niên hay là có kẻ xấu thì là ông gia làng phải giúp. Choi Quang nói của thân niên đừng có đi theo bọn xấu. Ông già làng thì đi từng nhà thì là có thanh niên nó quấy phá thì là nói cho thanh niên đừng có đi theo bọn xấu, không có gì là làm sai trái của chính quyền là chính trị, đừng có nghe, đừng theo bọn phản động xấu, cứ lò làm ăn thì giúp bố mẹ nuôi trâu nuôi bò hay là nuôi gà thì là đi làm ruộng làm rẫy thì là đi tưới cà phê. Quang thì là gia đình và ông gia làng theo đi từng nhà thế thôi, tôi giúp từng nhà
Hai cha con làm việc đó thì là cho buồn làng thì là yên vui. Trước đây, nếu như có con, cháu trong gia đình, dòng họ hư hỏng, vi phạm hoặc mắc mưu kẻ xấu, mọi người thường lo sợ, băn khoăn, không muốn nói cho cán bộ, chính quyền, công an biết. Nhưng mấy năm nay, từ chỗ tin tưởng cán bộ Quang là con em kết nghĩa trong nhà, nên già làng Ây Treng, những người lớn trong dòng họ Hơ Mốc của Buôn Cơ Nia và cả già làng Ây Nháp cũng như bà con ở các buôn khác đều nói cho cán bộ Quang và tổ công tác của công an huyện biết mọi chuyện. Kể cả chuyện những thanh niên trong buôn đã nhẹ dạ cả tin mắc mưu, nghe theo bọn phản động phun rô lưu vong, chúng âm mưu nhiều lần định tụ tập phá hoại an ninh trật tự trong các buôn làng. Nhờ đó mà công an tỉnh Đắk Lắk và công an huyện Buôn Đôn đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, nhiều đối tượng có hành vi xấu, thu giữ nhiều tang vật, băng đĩa, tài liệu phản động. Thậm chí có những vụ chúng vẽ cả cờ phun rô, đem giấu dưới sàn nhà, ngoài dãy cà phê. Cơ này. Phòng ngừa anh. Nó mà điện thoại về nó kêu email bây giờ nó phải đi tuyên truyền vào Buôn Đôn này. Đi móc nối cái đám phát băng gì tài liệu phản động này, móc nối cái kia này để thành lập nhà nước Tây Ga này, thông đi sinh hoạt đạo này là phải báo ngay cho cơ quan công an. Còn giấu một lần này tôi phát hiện là tôi không bao giờ là tôi tha được đâu. Cho Yvin 400 ngàn đồng là nói như thế nào? Buổi bắt đầu nay có ông Tiêm được mọi người đồng tình ủng hộ. Nên từ năm 2004 đến nay, cán bộ Quang và công an huyện Buôn Đôn, công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công rất nhiều buổi họp dân như thế này để đưa hàng chục đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước buôn làng theo luật tục của đồng bào Ê Đê. Cảm ơn đồng bào. Một số bà con tỉnh Đô đi đại hội hiến chương của đạo Tin Lành. Tuyên truyền hoạt động Buôn Đôn ngày 19 tháng 4 thì qua cái làm việc và qua cái công tác chúng tôi đã phát hiện bà con tín đồ đã phát hiện và tố giác thì đối tượng Y Nguyên đã dùng lời lẽ tuyên truyền, đã nghe cái điện thoại của Y Mút là Y Luôn và Y Nơm định cư ở ngoài Cường Bi năm 2001 thì cái điện thoại về đã chỉ đạo cho Y Nguyên và chỉ đạo trực tiếp qua số điện thoại của Y Nguyên thì điện thoại về cái nội dung là ngày 15 tháng 5 là tất cả bà con phải đi biểu tình ở trên thành phố Buôn Ma Thuột, mang theo người tôm và gạo và trước khi đi phải lập danh sách những người biểu tình. Hôm nay cái nội dung chính là đưa đối tượng ra kiểm điểm và những đối tượng đã nhận thấy cái khuyết điểm sai lầm trong thời gian vừa qua và đưa cơ quan công an giáo dục và khoan hồng để trở về với buôn làng, trở về với vợ con, được sống trong cái buôn làng cộng đồng. May mắn mà bà con mình giác ngộ, không có cái anh em nào là nghĩ về cái chuyện đi theo cờ rừng cướp hay đi theo bọn xấu nữa. Với những tình cảm, trách nhiệm gắn bó cùng nhau, bằng sự nghiêm minh của pháp luật và sức mạnh của luật tục, cán bộ Quang cùng tổ công tác của công an tỉnh, công an huyện, công an xã và các già làng Ây Treng, Ây Nháp đã giúp cho những người vi phạm sớm hoàn lương. Trong đó có những đối tượng ngoan cố như Y Nguyên Buôn Giá, Y Theo Buôn Krông, Y Drung Buôn Giá, Y Liam, Y Sơm, Y Bút Nhi Ê, A Mai Nhiếp, Y Than Buôn Giá, Y Ven Nhi Ê thì phải đến tận nhà để cùng gia đình giáo dục, cảm hóa, giúp họ nhận ra sai trái. Em tên là Y Ven Nhi Ê, Buôn Nhi Hai, tức là Ma Huy, Buôn Nhi Hai, Y Ba Buôn Đôn. Hồi xưa sống với vợ con, bình thường làm rẫy, làm ruộng. Rồi sau đó trong 2008 rồi đến 2009 có bọn Phiro, bọn xấu Phiro ở nước ngoài gọi điện thoại cho em, lôi kéo làm chuyện xấu cho buôn làng, cho xã hội chúng ta, lôi kéo đi bạo loạn, vui tình, gây chia rẽ anh em, mất đoàn kết. Sau đó em được ông Ai Trang, ông Gia Lang và ông Quang công an huyện anh Y sử dụng cho em trong trước mắt buôn làng, rồi sau đó đến tới tân nhà. Rồi sau nhiều lần
giáo dục dạy cho em rõ về việc sai lầm của em. Rồi sau đó em với nhiều người khác làm sai trái, vi phạm pháp luật, hiểu ra được những sai trái. Giờ em mới biết là sai lầm của em. Em cảm ơn từ ông già làng giáo dục cho em, rồi công an huyện, tỉnh, rồi giáo dục cho em. Từ nay trở đi, em với nhiều người khác lo làm ăn, làm cà phê, làm ruộng để làm ăn cho vợ con. Sau này để ở với bên làng để không làm gì, không theo bọn xấu nữa. Để sau này để trở thành một người tốt. Kể từ ngày cán bộ Quang và tổ công tác của công an huyện Buôn Đôn đến ở thường trực tại xã E3 tới nay cũng đã thấm thoát hơn 7 mùa rẫy. Qua bao nhiêu việc, cái bụng cùng lo, cái đầu cùng nghĩ, cái tay, cái chân cùng làm. Hai bố con già làng Ây Treng và cán bộ công an xã, công an huyện, công an tỉnh cùng già làng Ây Nhát đã giữ gìn được sự bình yên trong các buôn làng. Không chỉ an ninh trật tự được ổn định mà hơn 7 năm qua, con mắt của già làng Ây Treng rồi già làng Ây Nháp cũng như bà con ở các buôn trong xã E3 cũng được chứng kiến đón nhận thêm nhiều niềm vui như bao buôn làng khác ở Tây Nguyên. Đó là những đợt cán bộ trên tỉnh, trên huyện về giao lưu, kết nghĩa, lao động giúp dân ở buôn Cơn Nia và các buôn khác. Rồi các hộ nghèo được vay vốn, nhận bò theo chương trình hỗ trợ của chính phủ. Trong buôn nhiều ngôi nhà, ngôi trường mới được xây, nhiều con đường trong buôn mới được mở. Ngoài những lúc đi theo tổ công tác của cán bộ Quang để lo việc chung của buôn, của xã, thời gian còn lại thì già làng Ây Treng lại cùng gia đình chăm lo làm ăn. Có nhiều đất rẫy, được mùa cà phê nên chuyện cơm áo đối với gia đình già Ây Treng cũng như bên gia đình già làng Ây Nháp mấy năm nay không phải lo. Sau những vụ mùa no ấm, già Ây Nháp lại sang gặp già Ây Treng để vít rượu cần và đàn hát vui chơi. Vui hơn nữa là trong dịp Tết gần đây, già Ây Treng, cả già Ây Nháp đã vinh dự được Đảng, chính quyền, công an tỉnh Đắk Lắk ghi nhận là những già làng tiêu biểu và mời cả hai già đi dự buổi giao lưu cồng chiêng, tôn vinh và trao quà tình nghĩa. Huyền thoại, em cao nguyên có dài, một cao nguyên ở trong.
trong tôi vừa thật gần vừa xa xôi. Có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ không mang tên người ơi. Chuyện chung của buôn làng, của xã, của huyện càng vui bao nhiêu thì chuyện riêng, chuyện tình nghĩa giữa gia đình già làng Ây Cheng với gia đình cán bộ Quang càng thêm vui bấy nhiêu. Đó không chỉ là chuyện cả hai vợ chồng của cán bộ Quang đều được thăng lương, nâng cấp bậc, mà vui hơn nữa là họ đã có thêm con gái thứ hai. Ông bà Ây Cheng đặt tên cho cháu là Hờ Di. Vậy là sau 3 năm làm lễ cúng sức khỏe cho đứa cháu đầu Hần Ni, thì hôm nay cán bộ Quang lại đưa vợ, hai đứa con gái và cả mẹ ruột của mình vào Buôn Cơ Nia thăm gia đình ông bà Ây Cheng và để ông bà làm lễ cúng sức khỏe cho Hờ Di, đứa con gái thứ hai vừa mới sinh được mấy tháng. Cháu mập quá. À, bà bé à? Bà nội con. Thưa với Mỹ Ma, bố mẹ hôm nay chủ nhật đơn vị lãnh đạo con huyện cho con nghỉ để vào thăm Mỹ Ma. Con có đưa bà nội của Hờ Di và Hờ Ni và đưa hai cháu vô thăm Mỹ Ma sức khỏe. Nhiều năm rồi con cũng là làm con của Mỹ Ma trong cái nhiều lĩnh vực thì Mỹ Ma cũng tạo điều kiện cho con ở buôn làn này, rồi Mỹ Ma cũng tạo điều kiện cho con là học hỏi được cái phong tục tập quán của người đồng bào ế đê trong buôn làn mình. Đó là một điều con cũng rất là xúc động trong những năm tháng con ở đây. Thì Mỹ Ma cũng là cho nấu cho con buổi từng bữa cơm cả đắng. Nói với Mỹ Ma thì con thì mãi mãi là con của Mỹ Ma. Rồi tình cảm Mỹ Ma dành con đi suốt cuộc đời của con, trong binh nghiệp của con, trong cái buôn gần đi là cái buôn quê hương thứ hai của con, của vợ chồng con và các cháu. Thưa ông bà, cháu Quang là con của tôi. Cháu đã làm con nuôi của ông bà. Ở ngoài xã hội thì con là một người công an của nhân dân. Thế còn về thì chỗ gia đình ta thì con của gia đình. Thì cháu nó có gì thì cũng mong ông bà rồi bảo ban con cái nó trưởng thành. Cái phong tục tập quán của buôn làng ta có cái gì cháu nó chưa hiểu biết, mong ông bà để mà bảo ban cháu. Thấy ông bà là coi làm cái nhà sàn sang trang mát mẻ cho nên tôi rất phấn khởi ông ạ. Làm sao mà cho hai con rồi tất cả các chú các cô làm việc nhà nước là cái tư cách đạo đức, có một cái uy tín với dân, hết mình, việc gì khó sẵn sàng rồi, không ạ? Bây giờ là chị em mình, anh em mình, coi là không sống bao nhiêu lâu nữa, cứ sống ngày nào là coi là bảo ban các cháu đi đến chỗ mục đích, cách mạng, truyền thống cha ông của chúng ta, phải làm sao đền đáp lại cái công ơn cha ông của chúng ta đã làm xuống. Thì bây giờ là tất cả cái gì là phải do giáo dục các con, học đạo đức, tư cách, đạo đức của Bác Hồ Chí Minh. Anh ạ, tôi chỉ có cầu mong thế thôi. Đấy, còn thì mình không có bây giờ không có làm giàu gì nữa, làm hết cả rồi, hết mình rồi, bây giờ chỉ cho các con một cái sức khỏe, một cái văn hóa, một cái nghị lực cho các con đi đến đúng cái đích truyền thống cách mạng. Gia đình mình thì là có mặt như ngày hôm nay thì là mình mừng, cũng là mừng cùng nhà mới, mừng là hai gia đình mình với Hải Di thì là cùng Hải Di cho nó màu lớn á. Mừng đấy đó. Nhưng mà sau hôm nay thì hai con là con ăn tỉnh và con ăn huyện á, thì làm nhiệm vụ phải hoàn thành nhiệm vụ, cứ là nằm nào thì cứ lên một bước. Bố mẹ ở nhà thì là mừng lắm, cho con cái thì là làm việc của nhà nước thì hoàn thành nhiệm vụ, thì là đó là bố mẹ nó mừng quá. Nhưng mà hai cháu thì là ông thì là chúc mình là ông cung hai cháu thì là cho hai cháu thì là mau lên học giỏi, sau này thì là nó nuôi bố mẹ nha. Bà thì ở nhà tớ không đây.
Buổi lễ cúng sức khỏe cho Hờ Di, đứa con gái thứ hai của vợ chồng cán bộ Quang hôm nay tràn ngập niềm vui. Bởi vì có cả bà nội ruột của cháu từ ngoài tỉnh Hưng Yên vào đây. Nhờ có đứa con trai kết nghĩa với gia đình già làng Ê Cheng mà bà được vào tận đây. Biết thêm một gia đình mới, biết về Buôn Cơ Nia và những con người đáng yêu, đáng quý ở đây. Sau các nghi thức cúng sức khỏe cho cháu Hờ Di và chuyện trò thăm hỏi, mọi người không chỉ được uống những ngụm rượu cần ngọt lịm do chính tay già làng Ê Cheng làm ấp ủ từ lâu, được ăn món canh cà đắng đậm bùi thơm ngon do chính tay Ruôn Cheng nấu, mà còn được nghe Y Linh Hầm Mốc, người con trai thứ tư của già làng, tự đàn và hát bài Đôi Dòng Sữa Mẹ bằng tất cả tấm lòng tình cảm của mình. Một đêm trăng xa lung linh, ngồi nghe mẹ kể chuyện, lắng nghe tiếng sáo của cha. Đôi ta chung dòng sữa mẹ, lời ru em tiếng hát đêm đêm. Một đêm trăng sáng xa xưa, ngồi nghe mẹ kể ra, thua đất trời còn giáo hòa. Đôi ta sinh ra một thời, thương nhau tha thiết đắm say. Em theo mẹ lên núi, anh theo cha xuống biển. Đôi ta không bao giờ quên nghĩa xưa, nghĩa xưa. Tình yêu ấy che mãi trong tôi, còn vang mãi trong tim mọi người. Tiếng ngàn đời không bao giờ phai. Đôi ta từ thua bé nhỏ, theo mẹ lên rẫy lên nương. Đôi ta chung dòng sữa mẹ, sinh ra cùng mẹ một trang.